Chờ tí đi lấy cốc nước á. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Mắt xanh là bóng rửa hoang dại. Ok, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh 23 Creative. Mình là Caster Nguyễn Minh Đức và chúng ta cùng đến với game đấu thứ ba, game cuối cùng của kèo bó ba giữa team Planetot và team Secret. Ở đây thì sao? Face lượt voi xuất hiện ở lượt pick đầu tiên dành cho bên phía của team Odd. Còn về phía Secret họ có Clockwork sẽ được chơi bởi Iapzo, Sen King, Face voi, những con hero khả năng đi lên rất rất mạnh. Phía Planetot thì họ ban đi Darkseer. Thực sự Darkseer của Kaizu ở trong game 2 là cái nỗi kinh hoàng. Khi mà Darkseer đã bắt đầu cầm đồ ra và combo stick 5 người cùng với các thành viên còn lại của Secret thì game 2 Planetot họ gặp quá nhiều khó khăn, và sau đấy thì họ thua hoàn toàn game đấu chỉ sau khoảng tầm 4 combat liên tiếp, 5 combat liên tiếp gì đó. Secret thì ban đi hai con hero khả năng đi off lên tốt, harass lên mạnh. Đấy là Night Stalker và Bad Rider. Pick cho mình Shadow Shaman, hai hot boy của phiên bản 7.06e đã được xuất hiện trong đội hình của Secret, Clock và SS. Vâng, phía Planetot thì họ ban tiếp đi, đấy là con Earthshaker. Thực ra Clockwork khả năng cao là được chơi bởi Yapzo rồi, nhưng mà vẫn ban đi Earthshaker, ban đi Earthshaker của Kaizu. Cũng thực sự hợp lý. Earthshaker Shadow Shaman, quá nhiều disable. Với lượt ban thứ ba thì team Secret hiện tại họ đang muốn hướng đến cái gì? Faceless Void và Sand King. Hoàn toàn có thể sẽ là Invoker đi mid của Guiha, đánh một cái bộ combo cực kỳ đơn giản và cơ bản, đấy là Felix Void úp lồng với Invoker thả lửa. Team Secret đã ban đi là Ancient Apparition. Why? Ban đi AA, tránh trường hợp đối phương chơi Alchemist hay là chơi những con hero hồi máu kiểu Oracle hoặc là Dazzle gì đó. Ban đi AA, ok. Còn phía team Planetot thì họ ban đi quyết định, đấy là Bristleback ở vị trí thứ tư. Bristleback là một con hero mà MP có khả năng chơi safe lane được. 10 seconds remaining. Secret vẫn chưa ban đi bất kỳ một con hero nào ở mid lane của Guiha. Có vẻ như Puppy thời gian gần đây thì anh ta không đánh giá quá cao Guiha nữa. Ban Vayset, Misery và Saxxa, hai thanh niên này có khả năng đánh Vayset không nhỉ? Thực ra thì tôi chưa nhìn thấy Misery hay là Saxxa cầm Vayset bao giờ cả. Ok, ban đi Vayset. Monero cũng đang được buff lên và rất mạnh ở phiên bản hiện tại. Planetot với lượt pick thứ ba của mình, một con hero support sẽ là một lượt pick kín bài.
Reserve time. Thực ra thì thanh niên MP tôi cũng không hiểu tại sao mà anh ta là người mà phải cần đồng đội giúp rất là nhiều. Gần như là đồng đội làm tất, sau đó thì MP chỉ hưởng thôi. Và late game anh ta sẽ hưởng. Còn lại thì kể cả khi đối đầu với cả những cái đội mà đội team là đánh giá là không thực sự quá mạnh thì MP anh ta đi lên cũng hơi khèo. Vâng, lick trong đội hình bên phía team Planet. Một lượt pick vào một con hero hiện tại thì đang nổi ở phiên bản này, cũng như là một lượt pick support để nhường lại hai cái vị trí core cuối cùng vào lượt pick thứ 4, thứ 5. Bàn pick như này là Misery anh ta đang tính toán khá là hợp lý rồi. Lick còn bên phía team Secret tí nữa thì tùm tụm lại trong cái ở gần cái cock của con Clock thì Lick anh ta mở ulti bóng bàn của mình ra khá là đau. Quan trọng hơn nữa là việc Lick bắp giáp cho Felix Void. Felix Void sẽ cảm thấy khá là thoải mái trong combat nếu như đây là một con Felix Void được chơi ở vị trí carry, đánh theo cái lối của thanh niên Shadow ngày xưa, lên một cái Manta rồi Lincoln. Miracle trận giữa team Vega và team Liquid thì mình nghĩ là sẽ đánh ngay sau khi trận này kết thúc. Tức là họ sẽ không để mọi thứ nó kéo dài quá lâu nữa. Đơn giản là cái tình huống pause game vừa rồi nó khiến cho game thủ phải chờ đợi. Các bạn biết là đi đánh giải mà phải chờ đợi nó rất là mệt mỏi. Thực sự là thế. Ai cũng muốn chơi đúng giờ, không phải là game thủ không muốn chơi đúng giờ mà chủ yếu quan trọng phụ thuộc vào cái giờ giấc tổ chức của ban tổ chức thôi. Cho nên là mình nghĩ là với cái đợt pause game lâu như vừa rồi thì hết trận này thì có lẽ chúng ta sẽ đợi khoảng 50 phút thôi là trận Vega với cả Liquid sẽ đánh luôn. Họ cần phải cướp thời gian. Underlord cho team Secret. Clockwork sẽ đánh ở vị trí support và cần phải Yabzo. Còn Khezu sẽ chơi Underlord. Một cái đội hình mà nhìn vào cái lượng đam thì không thực sự nhiều cho lắm. Trong khi đấy bên phía team Planetot, Sand King hay Felix Void là hai con hero có khả năng chạy trốn. Trận Vega và Liquid thì mình nghĩ là sẽ không hủy. Vẫn sẽ đánh. Gần như chắc chắn là vẫn sẽ đánh. Và Weeha sẽ cầm Lina trong game này. Một con hero mà cá nhân tôi tin là Weeha có thể chơi tốt. Đây không phải là một con hero quá khó dành cho các player có cái trình độ cao như kiểu là Weeha, Templar Assassin với Mid One. Đội hình của team Secret hơi lủng củng nhỉ. Thực ra thì họ khá nhiều disable, khá nhiều giữ chân. Cái Pit of Malice của Underlord này, hai cái disable của Shadow Shaman, Cork đến từ Clockwork. Tuy nhiên thì bên phía team Planetot, cái búp giáp của con Lick kia rất là khó chịu. Sand King với Caustic Finale cũng có thể counter lại phần nào đấy là cái giáp của con Templar Assassin. Templar Assassin dành cho Mid One. Và đúng như những gì mà một vài anh em đã nhận xét ở trên kênh chat The Week thì Secret và Puppy họ quyết định là giấu cái con hero carry cuối cùng của MPD. Vâng, lượt ban cuối Planetot họ sẽ ban đi cái gì? Templar Assassin, Weaver cũng là một sự lựa chọn. Quyết định ban đi Nick. Team Secrets turn to ban. What? Planetot nghĩ rằng bây giờ Team Secret pick Nick Assassin vào trong cái đội hình này và họ sẽ đánh như thế nào? Ai đi mid? SS đi mid. Nick off lane. Underlord, Clockwork support. Tại sao lại ban đi Nick Assassin nhỉ? Trong cái C Captain Mode thì con Nick nó gần đứng gần con nào nhỉ? Có click nhầm hay không? Con Secret họ quyết định ban đi Draw Ranger. Ban đi Nick Assassin. What the hell? Rubik. Có thể Secret pick Rubik thật. Underlord xếp lên. Tôi nghĩ đây là một con Underlord xếp lên. Underlord xếp lên rồi.
phương cơ bạn đây rồi. Nhưng không sao, ngày hôm nay tôi sẽ tìm ra được một cái phiên bản mới, một cái vị trí mới dành cho con hero hay nhất của Dota 2, Ubelot. Ok, sẽ sửa lại tỷ số game ngay cho tất cả anh em ngay bây giờ. Underlock xếp lên. Underlock carry. Giáp do cầm Rubik. Kezu sẽ đánh Clockwork. Puppy chơi Shadow Summon. Aquaden trong đội hình bên phía team Flanelot. Và Resolution chơi Aquaden. Được chưa bạn ơi? Underlock bò đến đâu để chạm vào con Aquaden ở đây. Chắc chắn là MP cầm Underlock farm safe lên là khẳng định nếu mà đội hình như thế này. Chúng ta không cần phải nghĩ con SS hay là con Clockwork không phải là những con hero nên chơi safe lane trong một cái đội hình mà nếu mà để Underlock ra đánh support chắc chắn là như thế. Underlock sẽ là người chơi safe lane, sẽ là hero farm. Chứng tỏ là bên phía team Planetot họ biết được cái chiến thuật Underlock đánh carry này. Planetot họ biết là con Underlord này sẽ được chơi ở vị trí carry, cho nên lượt ban cuối cùng họ phải ban đi Nyx Alexi. Vâng, hai bên đang có một cái lineup nó khá là bất ngờ và có vẻ như là khá là giải trí sau một cái màn pause game gần như là dài vô tận của giải Dream League. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu này ngay bây giờ. Vipass anh thằng đã connect được vào trong hệ thống của game đấu. Sắc xa có một cái pha mà sử dụng smoke di chuyển ra khu vực lên mid, một quát thẳng vào mid luôn. Thực ra game này tôi nghĩ khá đơn giản với việc là nếu như bên phía team Planet họ làm cách nào đó có thể shut down được con Templar Assassin vào thời điểm đầu mid game. Quan trọng là đầu mid game khi mà con Templar bắt đầu đi farm rừng, bắt đầu đi farm những cái bãi stack. Đấy là cái thời điểm rất là quan trọng. Nếu mà bắt được TA khoảng tầm 2 mạng ở trong thời điểm đấy khiến cho TA không lên được blink hay là đề xô sớm thì team Planet họ có rất nhiều lợi thế. Còn về bên phía team Secret thì sao? Họ vẫn sẽ chơi về cái lối chiến thuật đấy là xoay quanh mid one, một mình mid one gánh kèo. Puppy với Shadow Summon, Kezu với Clockwork sẽ là những người được lên item. Underlock của MP thì nghiễm nhiên ông được farm safe lane thì ông phải có đồ rồi. À, nhảy luôn. Moonminder cầm Felix Void. Ông này chỉ đánh những con hero nào mà có tăng thôi, mà có thon. Nhảy nhót liên tục. The battle begins. Pitlock ngày xưa đánh đi đây á. Pitlock ngày xưa đánh đi đây thì nó có một cái trường rậm, mà nó có invu và nó có gọi đệ để pha. Ngày xưa thì tôi chơi đi đây khá là nhiều. Ulti của nó là rậm. Stun lâu, mất nhiều máu. Combo sẽ là invu xong rồi bật một cái gì đấy để tăng tốc chạy vào trong combat xong rồi bấm phát ulti. Hotkey của ulti giờ thì chịu không nhớ nữa rồi. Vâng, cả hai bên đều chơi một cái đua lên mid. Bên phía team Secret thì với việc chỉ chơi với mỗi Templar Assassin là cái lượng đam chính vào thời điểm late game thì họ không dám để cho con Templar này thọt. Thực ra thì Templar hoàn toàn có thể thọt, đối phương là Lich, là Sand King, là Lina. Một slow, hai stun. Templar cứng hay là Reflection đến cỡ nào thì vẫn có thể chết được vào thời điểm 3 level đầu. Cái việc điều giáp do ra khu vực lên mid tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Con Saksa nhận thấy chớm hết creep của đối phương một cái là một tình huống nhấc lên của Giáp Giò, thi đấu rất hay. Hiện tại thì Templar